Chào tất cả các anh em đam mê bẫy chim ha. Hôm nay có anh em nào được nhiều không? Mình đêm nay cũng tạm ổn thôi anh em ơi. Đêm nay thất quốc rồi anh em ơi. Quốc hôm nay được có 1 con mà. Không phải là quốc không có mà nhiều lắm anh em. Nhiều đến nỗi mà mình cảm thấy là tưởng tượng không nổi luôn anh em. Tại mình thổi đang ở bưng á anh em. Bưng lớn lắm anh em. Người ta trồng ba cái bồng bồng này không luôn á. Còn ngoài kia thì ngoài tuốt tuốt đằng kia thì người ta trồng lúa. Bây giờ chim nó gom về đây quá trời luôn anh em. Mà thổi nó không lên anh em. Chích là anh em nghe nó gáy là hàng trăm chứ không phải là hàng chục đâu nha anh em. Đó, nó gáy. Gáy làng đồng luôn anh em. Thổi không lên là không lên. Lên được 3 con anh em. Nó không lên số lượng nhiều mà nó lên ít, 1 2 con, 2 3 con vậy đó. Mình vớt vát được cà cốt anh em. Mình mới ra hôm qua 1 tay. Ra thêm 1 tay nữa là 3 tay nha anh em. 2 tay màu trắng. 1 tay đánh quất, 1 tay đánh chích với cung nấm. Nhưng mà cung nấm hồi hôm mình không có đánh. Giờ anh mình gom đồ xuống, chim đồ xuống dưới trước rồi kìa. Giờ bắt đầu xíu nữa mình vinh cái này xuống rồi mình quay chim cho anh em xem ha. Con chim gì kìa, bay kìa, quá trời luôn. À, để mình xuống tới xuồng rồi mình quay cho anh em xem tiếp ha. Xem thành quả tối nay ha anh em. Đây, thành quả nha anh em. Được đâu chừng 30 con mỏ nhác nè anh em. Cà cuốc anh em. Đây. Như ba chích hay gì mà. Ba chích. Với con quất nè. Đêm nay thất quất rồi anh em ơi. Quất thì nó lèn đồng luôn. Thổi nó đéo đồng. Không hiểu nổi. Rồi giờ sửa sang về nha anh em.